Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2017. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế ăn mẫu Louis và vách tựa đồng hồ đá thời Pháp được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong, gồm có 6 ghế, một bàn chữ nhật. Và bộ bàn ghế ăn này Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện theo yêu cầu của một chú khách hàng ở Thái Bình. Rất đẹp, gồm có 6 ghế, một bàn. Thì khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi để được sở hữu bộ sản phẩm này. Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại để được sở hữu. Rất đẹp bộ bàn ghế này. Thành Luân chúng tôi này đặt rồi, chúng tôi cũng đã sản xuất ra rất nhiều các bộ ghế ăn tương tự như này. Alo, vâng, anh Hải có rảnh vào chỗ ấy chở cho em bộ bàn ghế ở cái bộ bộ nhỏ nhỏ đây, hôm nọ chở ra xưởng phun đây, chở luôn cho em cái. Vâng, thì ngồi nghỉ 50 phút hộ em của anh nhá. Ok không? Vừa rồi một anh khách hàng chuẩn bị chở một bộ bàn ghế phòng khách nữa cho gia đình nhà chú ở Thái Bình. Chú cũng có các sản phẩm, rất nhiều các sản phẩm đặt Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình chú và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.